Nhắc đến bình giữ nhiệt chắc hẳn người dùng đã không còn xa lạ gì. Đây là một trong những vật dụng cá nhân mà ai ai cũng có lúc cần đến để đựng nước uống, thức ăn loãng khi mang theo đi học, đi làm, đi du lịch mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm ngày càng đa dạng về thương hiệu, thiết kế đẹp, đảm bảo độ an toàn cao và dung tích ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của nhiều người. Tuy nhiên, với rất nhiều mẫu mã thiết kế, nhiều thương hiệu khác nhau cùng với giá tiền khác nhau chắc chắn sẽ làm bạn nhức đầu trong việc lựa chọn. Vì vậy, cùng tham khảo về top những bình giữ nhiệt tốt nhất trên thị trường hiện nay trong video này nhé. 1. Bình giữ nhiệt Lock & Lock LHC4131BKG màu đen đỏ. Lock & Lock LHC4131BKG là một sản phẩm đến từ thương hiệu Lock & Lock. Đây là thương hiệu khá nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng với tất cả người tiêu dùng Việt. Bình giữ nhiệt Lock & Lock LHC4131BKG được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt. Tuy nhiên, mức giá tương đối hợp lý khoảng 400.000 đồng. Dung tích của bình là 450ml đáp ứng phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân. Bình có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi dễ mang theo đi bất cứ nơi đâu, với thời gian lưu trữ nước tối đa là 24 tiếng, nước lạnh và 6 tiếng nước nóng nhờ việc được phủ đồng của lớp coating. Bình cũng được thiết kế với hai màu sắc là trắng bạc và đen. Ngoài ra bình được sản xuất từ inox 304 cực kỳ an toàn. 2. Bình giữ nhiệt Elmix 2.245.198 inox 304 1 lít. Bình giữ nhiệt inox 304 Elmix 2.245.198 là sản phẩm đến từ thương hiệu Elmix. Đây cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng. Thiết kế sản phẩm vô cùng ấn tượng gồm 3 lớp, lớp ngoài và lớp trong được làm từ chất liệu inox cao cấp 304 không gây rỉ sắt. Ở giữa là lớp chân không giúp giữ nhiệt tốt. Thiết kế nắp bình rất cẩn thận, nước không thể rò rỉ ra ngoài nhờ lớp giòn bằng silicone. Bình chứa nước có dung tích rất lớn lên đến 1 lít giúp bạn có thể mang đi phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong một ngày dài. Bên cạnh đó, bình giữ nhiệt inox 304 Elmix 2.245.198 còn có khả năng giữ nhiệt cực cao tối đa 24 tiếng, nước lạnh và 8 tiếng nước nóng. Với những tính năng vượt trội, nhưng giá bình giữ nhiệt này lại rất bình dân chỉ khoảng 300.000 đồng, nên bạn có thể dễ dàng mua. 3. Bình giữ nhiệt Lock & Lock LHC4125B 500ml. Bình giữ nhiệt Lock & Lock nêm tăm LHC4125B là sản phẩm bình bán chạy nhất trên sàn thương mại Tiki năm 2018. Với thiết kế vô cùng đẹp mắt, sang trọng và tương đối nhỏ gọn. Lớp vỏ ngoài có màu đen cực kỳ phù hợp với những ai yêu thích sự mạnh mẽ, cá tính. Đặc biệt là đối với những nam giới chuyên chơi thể thao, thì bình giữ nhiệt này quả là một sự lựa chọn tốt. Lớp vỏ của bình được làm từ chất liệu inox cao cấp không rỉ, đảm bảo giữ được nhiệt cũng như là chất lượng của thức uống chứa bên trong, an toàn với người sử dụng. Bình có dung tích chứa nước là 500ml thuận tiện cho việc cầm theo bên mình. Lock & Lock nêm tăm LHC4125B có thời gian giữ nhiệt tương đối lâu, 24 tiếng đối với nước lạnh và 6 tiếng đối với nước ấm. 4. Bình giữ nhiệt Hygood Flashlight Lock OT14 500ml. Bình giữ nhiệt Hygood Flashlight Lock OT14 là sản phẩm của thương hiệu Hygood đến từ Malaysia. Đây là thương hiệu ra đời từ năm 1997. Với hơn 20 kinh nghiệm phát triển, Hygood đã được nhiều người tiêu dùng biết đến với một số sản phẩm như bình ủ cháo, máy hâm sữa, nồi hầm cách thủy, bình giữ nhiệt inox, bình sứ. Model Hygood OT14 được thiết kế đa dạng về màu sắc, kiểu dáng phù hợp, tiện lợi với người tiêu dùng trẻ cùng với dung tích bình chứa cực lớn lên tới 900ml, đáp ứng nhu cầu sử dụng thoải mái của bạn. Bình giữ nhiệt Hygood OT14 với chế độ bảo hành vô cùng ấn tượng lên đến 5 năm và nhận ưu đãi 1 đổi 1 nếu có phát sinh lỗi. Do đó, chúng ta có thể an tâm lựa chọn, đảm bảo tuyệt đối chất lượng. Bình giữ nhiệt Hygood Switch Lock OT14 hiện nay đã được phân phối tại rất nhiều cửa hàng trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng hàng tốt, bạn nên chọn mua ở địa chỉ uy tín chẳng hạn như Shopee để được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành nhé. 5. Bình giữ nhiệt giá rẻ Kaman BES 523 inox 500ml. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là nằm trong phân khúc bình giữ nhiệt giá rẻ chỉ khoảng 150.000 đồng. Bình giữ nhiệt Kaman BES 523 có giá thấp nhất so với các loại bình giữ nhiệt chúng tôi giới thiệu phía trên. Tuy có mức giá rẻ nhưng bình giữ nhiệt này cũng có một số ưu điểm nhất định như lớp vỏ ngoài sáng bóng, bền bỉ, an toàn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nó còn có điểm hơi hạn chế là chất liệu làm vỏ không phải là inox cao cấp. Bình chứa có dung tích 500ml phù hợp với nhu cầu cá nhân của bản thân. Mang đi được rất nhiều nơi. 6. Bình giữ nhiệt Zojiru CZOBLSMSA 60W nóng lạnh 600ml. Bình giữ nhiệt Zojiru CZOBLSMSA 60W là sản phẩm có nguồn gốc Nhật Bản, tuy nhiên lại sản xuất ở Thái Lan. Bình được thiết kế từ chất liệu inox cao cấp không rỉ, an toàn, sang trọng, bắt bạn an tâm khi sử dụng.
Ngoài ra, bình giữ nhiệt Zojiru CZOBLSMSA60W còn có thời gian bảo hành lên đến 12 tháng, cực kỳ tiện lợi nhé. Chất liệu inox giúp bình không bao giờ bị ám mùi nhà bếp, dễ dàng lau chùi sau mỗi lần sử dụng, không bám bụi. Bình chứa có dung tích rất vừa phải, không quá lớn cũng không quá bé, 600ml, cực kỳ tiện lợi cho bạn mang theo phục vụ các mục đích cá nhân, đi học, đi làm, đi chơi. Khả năng giữ nhiệt cho thức uống rất tốt, 24 tiếng đối với thức uống lạnh và 8 tiếng đối với thức uống nóng. Vừa rồi là top 6 bình giữ nhiệt. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.